Dạ vâng, em Thảo xin kính chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo cho mình báo giá chi tiết ngày hôm nay ạ. Và hôm nay em tiếp tục lên sóng giới thiệu cho chị toàn bộ những mẫu xe đang được chào bán tại cửa hàng em. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe nào thì nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922. Số trên là số Zalo của em chị nhé. Và anh chị mới vào xem video clip Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin lượt like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà hàng ngày em Thảo đưa lên chị nhé. Bên em thì chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi ký gửi dòng xe đã qua sử dụng. Đó thì anh chị nào đang có nhu cầu mua xe hoặc là bán xe, trao đổi xe thì hãy nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo ạ. Và ngay bây giờ em xin đi giới thiệu toàn bộ những mẫu xe được chào bán tại cửa hàng ạ. Dạ vâng, chiếc xe đầu tiên em xin giới thiệu cho anh chị và bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Hyundai Elantra có lòng suất là 2017, phiên bản số sàn, máy xăng. Một mẫu xe phân khúc hạng C, rất là đẹp luôn. Và em mang trên mình sơn xi màu trắng, em mang biển kiểm soát là 15A45858. Sơn xi thì cực kỳ là sáng bóng đều nhau anh chị nhá. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp em Thảo ạ. Với cái mẫu xe này thì bên em chào bán là 410 triệu đồng chị nhá. Đó, 410 triệu đồng. Anh chị là quan tâm yêu thích thì nhanh tay alo trực tiếp cho em. Giá trên thì em sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho chị nhá. Đó là một mẫu xe Kia Cerato có lòng suất là 2018, phiên bản số tự động chị nhá. Em mang trên mình sơn xi màu trắng và em mang biển kiểm soát Hưng Yên 89A22700. Và với cái mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2018, phiên bản số tự động này thì bên em đang chào bán là 505 triệu đồng chị nhá. 505 triệu đồng. Giá trên thì em sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho chị. Đó thì anh chị nào yêu thích thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo ạ. Qua số điện thoại là 0963 040 922. Và số trên là số Zalo của em chị nhá. Dạ vâng, tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Accent có lòng suất là 2018 và đăng ký 5 bánh là 2019, tư nhân một chủ từ đầu, phiên bản số sàn, máy xăng, mang cố động cơ là 1.4. Em mang nước sơn xi màu đen cực kỳ là sáng bóng như chị nhá. Và em mang biển kiểm soát là 28A07318. Sơn xi thì cực kỳ là sáng bóng này. Đó, hai bên đèn pha rất là sáng bóng đều nhau chị nhá. Với cái mẫu xe Hyundai Accent sản xuất năm 2018 và đăng ký 5 bánh là 2019, phiên bản số sàn, máy xăng này thì bên em đã chào bán là 388 triệu đồng chị nhá. Đó, 388 triệu đồng. Giá trên thì sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho chị. Đó là anh chị là một thiện chí quan tâm yêu thích mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em ạ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Elantra, một mẫu xe phân khúc hạng C, trang bị full option nhá. Có lắp sản xuất là 2017 và một mẫu xe bản cao cấp này. Mang khối động cơ là 2.0 bản full cửa lóc. Và em mang trên mình sơn xi màu đen, em mang biển kiểm soát là 89A11078. Với cái mẫu xe này thì bên em chào bán là 505 triệu đồng chị nhá. Và trong video này em đã giảm giá kịch sàn chị chỉ còn 498 triệu đồng thôi. Đó thì anh chị nào quan tâm yêu thích thì nhanh tay alo trực tiếp cho em. Đó, xe thì em cam kết tuyệt đối là máy số zin, đầu đích nguyên bản, keo chỉ cột kèo không mất phân nào nhá. Đăng kiểm em này thì dài đến tận tháng 5 năm 2023 cơ, còn rất là dài. Đó, anh chị nào yêu thích thì liên hệ trực tiếp với em ạ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2018, phiên bản số sàn, máy xăng. Và với cái mẫu xe này thì bên này chào bán là 435 triệu đồng chị nhá. Đó, em mang biển kiểm soát Thanh Hóa 36A35134. Chỉ có 435 triệu đồng thôi ạ. Cạnh đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2015, mang khối động cơ là 1.3. Em mang biển kiểm soát là Hà Nội 30A64661. Với cái mẫu xe này thì bên chào bán là 275 triệu đồng chị nhé. 275 triệu đồng ạ. Cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất là năm 2015 này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Vâng, tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai i10 bản sedan đầu. Có lòng suất là 2015, phiên bản số sàn, máy xăng, bản đủ như chị nhá. Bản đủ đã lên đề lộ start tốt này. Là dòng đúc thì siêu đẹp luôn, xi nhan tích hợp trên gương cái chỉ điện, gương cụp xe. Với cái mẫu xe Hyundai i10 sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, máy xăng, bản đủ này thì bên đây chào bán là 265 triệu đồng chị nhá. 265 triệu đồng ạ. Đó thì anh chị quý chị là yêu thích thì liên hệ trực tiếp với em Thảo ạ. Xe thì em đảm bảo cam kết tuyệt đối là máy số zin, không bị đâm va, không bị ngập nước quý vị nhá.
Vâng, tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.1 và em mang biển kiểm soát là 29A18894. Và với mẫu xe này thì bên em đang chào bán là 165 triệu đồng chị nhá. 165 triệu đồng thôi. Đó, thì anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe Hyundai Getz đăng ký 5 chỗ ngồi. Đi thì cực kỳ là tiết kiệm nguyên liệu chị nhá. Tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn. Chỉ có 165 triệu đồng thôi ạ. Phía sau đó là một mẫu xe Hyundai Vera Cruz có năm sản xuất là 2008, một mẫu xe nhập khẩu ấy chị nhá. Đó, thì xe thì em cam kết là máy số zin, đầu đít nguyên bản. Keo chỉ cột kèo có một phần nào. Và với cái mẫu xe Hyundai Vera Cruz này thì bên em đang chào bán là 350 triệu đồng. Đó, thì anh chị nào yêu thích thì liên hệ trực tiếp với em ạ. Qua số điện thoại là 0963 040 922. Số trên là số Zalo của em quý vị nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2016, phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.5 nhá chị nhá. Đó, và với cái mẫu xe này thì bên em đang chào bán là 355 triệu đồng. Giá trên thì em sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc chị. Em mang biển kiểm soát là Hưng Yên 89A07874 đây ạ. 355 triệu đồng chị nhá. Cạnh đó là một mẫu xe Hyundai Accent có năm sản xuất là 2020, phiên bản số tự động, bản cao cấp nhất chị, bản full option luôn ạ. Và em mang biển kiểm soát là Hưng Yên 89A22430, sơn xi màu đỏ, rất là đẹp luôn. Và với mẫu xe này thì bên em chào bán là 498 triệu đồng ạ. Đó, 498 triệu đồng chị nhá. Cạnh đó là một mẫu xe Hyundai i10 có năm sản xuất là 2020, bản đủ phiên bản số sàn, máy xăng, bản cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đã độ lên rất nhiều tính năng an toàn rồi ạ. Bản sedan hai đầu, sản xuất năm 2020 chị nhá. Và với cái mẫu xe Hyundai i10 bản sedan hai đầu này thì bên em Thảo đang chào bán là 345 triệu đồng, bao rút hồ sơ, hỗ trợ trả góp cho ngân hàng cho chị nhá. Đó, sơn xi em cam kết tuyệt đối con này. Anh chị mà tìm một lỗi em tặng xe luôn nhá. Đó, anh chị đến xem xe mà tìm một lỗi em tặng xe luôn. Chủ xe độ lên khá nhiều, là nhiều option luôn. Độ lên rất là đẹp rồi ạ. 345 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai i10 bản sedan hai đầu này. Rất là hot, rất là đẹp luôn. Phía sau đó là một mẫu xe Hyundai Click có năm sản xuất là 2007. Một mẫu xe nhập khẩu Hàn Quốc, mang khối động cơ là 1.4, trang bị hộp số tự động. Và với cái mẫu xe này bên chào bán là 209 triệu đồng chị nhá. 209 triệu đồng. Cạnh đó là một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009, nhập khẩu Hàn Quốc, xe gia đình tư nhân một chủ từ mới, giá là 178 triệu đồng, mang khối động cơ là 1.1, phiên bản số sàn, máy xăng ạ. Sơn xi màu xanh ngọc đây, rất là đẹp luôn. Tiếp theo đây là một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản Toyota Vios. Chiếc xe này thì có năm sản xuất là 2019, phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.5, bản E xịn nha chị nhá. Trang bị 7 túi khí an toàn. Và với cái mẫu xe này bên em chào bán là 398 triệu đồng ạ. À, 398 triệu đồng. Quý vị chỉ là yêu thích mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2019, phiên bản số sàn, máy xăng, bản đủ này thì anh liên hệ trực tiếp với em Thảo qua số điện thoại là 0963 040 922 ạ. Cạnh đó là một mẫu xe dây đăng ký 7 chỗ ngồi sản xuất năm 2005, mang khối động cơ là 1.8. Với cái mẫu xe này bên em chào bán là 175 triệu đồng chị nhá. 175 triệu đồng. Đó, thì chị là quan tâm yêu thích thì liên hệ trực tiếp với em ạ. Dạ vâng, tiến về một chiếc xe mang biển kiểm soát là 29A26736. Đây là một mẫu xe Hyundai Click có năm sản xuất là 2008, phiên bản số sàn, máy xăng. Với cái mẫu xe này bên em chào bán là 160 triệu đồng chị nhá. 160 triệu đồng ạ. Form dáng xe thì rất là đẹp rồi, đi khá là rộng rãi chị nhá. Mà chỉ nhô 100 triệu thôi, cực kỳ là đẹp luôn. Xin giới thiệu cho anh chị và bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi, một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất là 2015, phiên bản số sàn, máy xăng, bản E, mang khối động cơ là 2.0. Và em mang trên mình sơn xi màu bạc, phải nói là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và với mức giá bên em chào bán là 380 triệu đồng chị nhá. 380 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova trang bị 8 chỗ ngồi này, cực kỳ là đẹp luôn ạ.
Vâng, tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Accent có lắp bản sắt là 2018 phiên bản số sàn máy xăng. Đó, em mang trên mình sơn xi thì cực kỳ là sáng bóng đều nhau. Và em mang biển kiểm soát Hưng Yên 89A15479 với mẫu xe Hyundai Accent sản xuất năm 2018 phiên bản số sàn máy xăng mang cột cơ là 1.4. Và bên em là chào bán là 365 triệu đồng chị nhé. 365 triệu đồng này cho một mẫu xe phải nói là cực kỳ là nhỏ. Chủ xe độ lên bộ la răng thể thao. Chỉ giá con chiếc này phải bộ la răng này phải 6 triệu đồng chị nhá. Đã độ lên dáng thể thao rất là đẹp rồi. Đó, anh chị nào yêu thích thì liên hệ trực tiếp với em Thảo ạ. Xe Captiva có lắp bản sắt là 2009 phiên bản số sàn máy dầu. Và với cái mẫu xe này thì bên em nó chào bán là 315 triệu đồng chị nhá. Trang bị 7 chỗ ngồi và em mang biển kiểm soát 17A22804 đấy ạ. Đó, sơn xi màu đen rất là đẹp luôn. À, tiếp theo đây là một mẫu xe Nissan Sunny có lắp bản sắt là 2015 và với mẫu xe này bên em chào bán là 195 triệu đồng chị nhá. Đó, 195 triệu đồng này. Nissan Sunny. Dạ vâng, tiếp theo đây là một mẫu xe Daihatsu Matiz có lắp bản sắt là 2009 bản 2 chỗ ngồi chị nhá. Đó. Và với cái mẫu xe này bên em chào bán là 80 triệu đồng thôi ạ. 80 triệu đồng thôi. Anh chị đi chở hàng, đi gia đình khá là ok như chị nhá. Vâng, và vừa rồi em Thảo đã quay chi tiết cho chị xem toàn bộ những mẫu xe đang được chào bán tại cửa hàng em. Anh chị là quan tâm, yêu thích mẫu xe nào thì nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922. Và địa chỉ xem xe trực tiếp của em thì nằm tại ngã tư phố Lê B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Anh chị là mới xem video clip Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ một cách cho em xin được like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà hàng ngày em Thảo sẽ đưa lên chị nhé. Và ngay bây giờ em xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị chị video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.